quý khán giả đang theo dõi chương trình của VBTV. Thưa quý vị, tình trạng khó khăn của ngành y tế từ việc khan hiếm thuốc, vật tư y tế đến nguồn nhân lực của nhiều cơ sở y tế công lập thì từng được VBTV phản ánh trong rất nhiều chương trình. Bên cạnh thực trạng là những giải pháp đề ra để từng bước khắc phục. Nhưng trên một vài trang mạng xã hội thì các diễn đàn tranh luận vẫn gay gắt, thậm chí là nhiều ý kiến trái chiều. Và đó cũng là mồi lửa dễ khiến cho các thế lực thù địch châm ngòi đốt cháy công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng, nhà nước ta. Vậy, ngành y tế đang làm gì để vượt khó và không rơi vào bẫy của các thế lực thù địch phản động? Cùng Góc Nhìn Thẳng kỳ này nhận diện, phân tích. Theo báo cáo của ngành y tế, từ sau đại dịch COVID-19, việc thiếu thuốc, thiết yếu, hóa chất, vật tư y tế gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của ngành y. Số lượng nhân lực y tế chưa đáp ứng theo định mức, quy định của Bộ Y tế. Ngành y Bình Phước hiện thiếu 1.193 biên chế sự nghiệp y tế. Số lượng nhân viên y tế nghỉ việc gia tăng. Giai đoạn 2019-2022 có 387 nhân viên y tế nghỉ việc, trong đó năm 2019 có 105 người, năm 2020 có 71 người, năm 2021 có 96 người, năm 2022 có 115 người. Bình Phước hiện đạt tỷ lệ 8,6 bác sĩ trên 1 vạn dân. Toàn ngành hiện thiếu 90 bác sĩ, năm 2020 là thiếu 135 bác sĩ. Trong đó, tuyến tỉnh thiếu 32 bác sĩ, tuyến huyện thiếu 18 bác sĩ, tuyến xã thiếu 40 bác sĩ. Do đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2025 đạt tỷ lệ 10 bác sĩ trên vạn dân và tỷ lệ giường bệnh trên 10.000 dân là 32 giường là rất khó. Đối với nguồn nhân lực của ngành y tế, thì trong tình hình hiện nay, thì không chỉ riêng là đối với Bình Phước, mà tất cả các cơ sở y tế trên cả nước, đó là đối với y tế công trên cả nước thì hầu như là rất là thiếu hụt cái nguồn nhân lực, thì nó liên quan đến rất là nhiều cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, sau khi mà cái xảy ra cái tình hình dịch bệnh COVID thì nó cũng là một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của các y bác sĩ trong cái công tác mà thực hiện về cái nhiệm vụ về y tế. Và cái yếu tố thứ hai là đó là cái chế độ chính sách đãi ngộ đối với ngành y tế thì đang cũng là rất là khó khăn. Cái yếu tố thứ ba thì đó là cái tình hình là cơ sở y tế tư nhân thì đang phát triển với có những cái chế độ thu hút đãi ngộ rất là cao. Khủng hoảng y tế hiện nay theo nhiều người nhận định không chỉ bao phủ ở những bệnh viện lớn mà len lỏi ở cả các y tế cơ sở. Và hầu như sau cơn sóng đại dịch COVID-19 thì không chỉ vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao mà thu nhập, môi trường làm việc chưa đủ hấp dẫn trở lại để thu hút giữ chân nhân viên y tế. Đứng chân trên địa bàn huyện biên giới với đồng bào dân tộc thiểu số, trung tâm y tế huyện Bù Đốp hiện có 2 phòng, 8 khoa và 7 trạm y tế xã. Mặc dù hạ tầng cơ sở đang trên đà được quan tâm đầu tư xây dựng một số hạng mục khoa phòng mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cái khó kéo dài nhiều năm nay ở Trung tâm Y tế huyện biên giới Bù Đốp là đội ngũ y tế còn thiếu về số lượng. Để thu hút bác sĩ chính quy về với cơ sở y tế công lập ở huyện biên giới xa xôi, đông đồng bào dân tộc thiểu số là cả một bài toán khó với nhiều nguyên nhân. Mình là huyện vùng sâu, vùng xa. Thì những cái lớp mà nó trẻ, họ trẻ hoặc là những cái em mà chính quy á, bác sĩ chính quy thì họ không muốn về ở những cái vùng sâu vùng xa như thế. Và tại vì người ta mới ra trường thì người ta cũng muốn những cái chỗ những cái nơi mà nó có điều kiện hơn này. Thứ hai là cái sự ưu đãi nó không có. Cái thứ ba là nó thấy không, ra trường thì đã đi học 6-7 năm về bác sĩ, nhưng mà thực ra là lương được bao nhiêu, lương hướng được bao nhiêu. Người ta không đủ sống, nuôi sống bản thân nữa thì làm sao người ta nuôi sống gia đình, nuôi sống vợ con, phụ giúp cho cha mẹ. Nếu mà bác sĩ mà làm, mà nếu cứ bám trụ ở cái bệnh viện thì được bao nhiêu đồng lương. Nếu mà không làm thêm làm bớt ngoài
mà ở cái tuyến huyện này mà làm thêm làm bớt cũng đâu phải là chuyện dễ dàng, nó cũng khó khăn. Bây giờ hiện tại các cái phòng khám tư nhân họ cũng mọc đầy rồi đó, chứ mình về mình làm những cái phòng khám nhỏ lẻ thì nó cũng không được bao nhiêu, nên là người ta chính vì thế người ta không có về là như vậy. Thời gian sắp tới sẽ phải phát triển thêm nhiều cái nữa, ví dụ như là về CT hoặc là siêu âm chuyên sâu cơ xương khớp giáp hoặc là nội soi. Thì về đội ngũ y bác sĩ thì riêng tại khoa thì bây giờ thực sự là cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu để mà phát triển những cái vấn đề chuyên môn đấy, làm cho nó gây khó khăn, một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Thì hiện tại là chỉ thiếu số lượng mà bác sĩ thu hút về để làm việc tại tại trung tâm y tế thôi. Thì số lượng này theo nhận định của trung tâm y tế thì khó có thể thu hút được các bác sĩ mà mới ra trường hoặc là các bác sĩ mà đã có kinh nghiệm lành nghề về. Thì trung tâm chỉ có định hướng là sẽ đào tạo các y sĩ đa khoa hoặc là y sĩ khác là đang công tác tại trung tâm y tế, là vận động rồi định hướng rồi cũng đề nghị lên sở y tế tổ chức các cái lớp đào tạo tập trung để cho các cái đối tượng là y sĩ này họ sẽ được tham gia và nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sẽ về phục vụ cho cái địa bàn của huyện. Những khó khăn, khủng hoảng ngành y tế đang đối mặt thì cần nhận diện đầy đủ và giải quyết gốc rễ, có cơ chế điều hành khoa học và giải quyết căn cơ từng nguyên nhân. Cả trong ngắn hạn và dài hạn thì việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân lực ngành y là phải giải pháp trọng tâm trong chiến lược phát triển ngành. Để giải bài toán thiếu nguồn nhân lực của ngành y tế thì từ năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã thống nhất ban hành Nghị quyết 18 năm 2019, ban hành quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, số lượng bác sĩ được thu hút về với Bình Phước tăng nhanh so với trước đây. Nếu như giai đoạn 2015-2019 chỉ thu hút được 6 bác sĩ, thì giai đoạn 2020-2022 đã thu hút được 36 bác sĩ. Công tác tuyển dụng bác sĩ đạt được những bước tiến quan trọng. Sau khi thực hiện nghị quyết số 18-2019 và nghị quyết số 27-2020, Hội đồng Nhân dân ngành y tế tuyển dụng được 102 bác sĩ, trong đó tuyến tỉnh 58 bác sĩ, tuyến huyện 44 bác sĩ. Thì cũng như các bác sĩ trẻ khác, khi mà ra trường rồi mình khao khát mình muốn làm rất là nhiều thứ. Tuy nhiên khi mà về với Bình Phước thì mình thấy nó có khó khăn, nó cũng có thuận lợi. Nhưng mà mình nhìn những cái khó khăn đó và những cái mặt tích cực của mình, thì vừa từ những cái khó khăn đó mình tận dụng nó, mình phát triển bản thân mình trong một cái môi trường khó khăn như vậy, thiếu nhân lực thì mình sẽ cố gắng mình sẽ bao quát nhiều thứ hơn, thì bản thân mình sẽ phải học tập và làm nhiều thứ hơn nữa để bù đắp lại cái việc mà những cái chỗ nhân lực nó bị thiếu như vậy đó, công việc nó sẽ bị thiếu sót nhiều hơn, thì mình sẽ cố gắng mình làm. Còn về cái việc mà phát triển chuyên môn thì bản thân bác sĩ nào cũng muốn được phát triển chuyên môn cả. Tuy nhiên khi mà về Bình Phước thì em nghĩ là các cấp ban ngành, các lãnh đạo thì cũng cố gắng hỗ trợ cho các bác sĩ trẻ tụi em, những người mà có nhiệt huyết như chúng em được đi học sớm hơn, được làm việc tốt hơn, có những cái môi trường làm việc năng động hơn nữa. Và chưa dừng lại ở đây, trong đề án thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2023-2030, ngành y tế cũng tham mưu tiếp tục có những chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực hiệu quả, chất lượng hơn. Về quản lý y tế thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã có một cái văn bản là xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh là thuận chủ trương cho một số các bác sĩ là đi học. Thì đây là một cái giải pháp để chúng tôi cố gắng làm sao mà để đạt đến năm 2025 đủ cái số lượng bác sĩ để theo đáp ứng đúng cái nhu cầu về trình độ để mà lên bệnh viện hạng 1 đối với bệnh viện đa khoa tỉnh. Và bên cạnh đó thì trung tâm y tế của Bình Long thì cũng đã có những cái giải pháp đào tạo đảm bảo đủ cái nguồn nhân lực đến năm 2025 để lên bệnh viện hạng 2. Riêng đối với những các trung tâm khác thì hiện nay chúng tôi đang cố gắng làm sao đào tạo cái số lượng mà y sĩ là học liên thông lên bác sĩ để đảm bảo đủ cái nguồn nhân lực cho đối với các tuyến y tế cơ sở. Chúng tôi cũng đã có một cái kiến nghị đối với Hội đồng Nhân dân cũng như là Ủy ban Nhân dân bổ sung vào cái nghị quyết 18 là ngoài đối với cái chế độ chính sách ưu đãi, đãi ngộ, thu hút đối với bác sĩ
thì chúng tôi sẽ có là xin được là có những cái chế độ chính sách đãi ngộ đối với cái nhân viên không phải là bác sĩ. Như vậy, không có chuyện bỏ mặc khó khăn cho người bệnh gánh vác. Rõ ràng là ngành y tế và các cơ quan chức năng đã và đang tích cực nỗ lực tìm kiếm giải pháp toàn diện nhất, căn cơ nhất để giải quyết khó khăn ngành y tế và mang lại niềm tin cho bệnh nhân, người dân và kể cả lớp trẻ đang nuôi giấc mơ cống hiến cho sự nghiệp cứu người. Những nỗ lực tích cực ấy không chỉ tạo ra một tín hiệu tốt cho ngành y tế mà trong thời gian tới thì chắc chắn sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan. Và những con sâu phản động cách mạng sẽ không còn cơ hội rình rập cắn phá công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến đây thì góc nhìn thẳng kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.